Xin chào các chị. Ai cũng mong muốn trở thành CEO, nhưng định hướng mình trở thành cái nhóm CEO như thế nào thì không hẳn ai cũng biết. Và bây giờ ngay tại đây, tôi xin chia sẻ 4 cái nhóm CEO khác nhau và các anh nhận chị nhận diện xem mình thuộc cái nhóm CEO nào và các anh chị muốn trở thành một CEO như thế nào trong cái hình tượng trong tương lai của các anh chị. Thì như vậy là các anh chị cần phải biết rõ. Vậy có 4 cái nhóm CEO khác nhau. Cái nhóm đầu tiên đó là nhóm CEO cảm xúc. Nhóm CEO thứ hai đó là nhóm CEO uy tín. Nhóm CEO thứ ba đó là nhóm CEO mê tín. Và nhóm CEO thứ tư đó là CEO quản trị. Vậy chúng ta cần phải làm thế nào đó để nhận diện ra họ? Chúng ta cần phải làm thế nào đó để phát hiện ra văn hóa vận hành của họ? Và cuối cùng chúng ta phải làm thế nào đó mà chúng ta tìm cách để học theo cách nào đó để khoa học nhất và phù hợp với từng thời kỳ, để giúp cho chúng ta, nếu như chúng ta là nhân viên thì chúng ta cũng hiểu cái văn hóa ở đó phải như thế để chúng ta vận hành hạnh phúc hơn. Nếu như chúng ta là sếp thì chúng ta cũng biết là văn hóa của chúng ta đang vận hành theo kiểu gì. Thì như vậy nó mới hình thành cái văn hóa căn bản, cái nét căn bản của doanh nghiệp. Vậy thì đầu tiên tôi muốn nói về cái dòng đó là nhận diện. CEO cảm xúc là một nhóm những cái người mà họ thành công dựa trên quan hệ và đặc điểm của cảm xúc. Thì người này họ rất giỏi nịnh, đồng thời họ cũng rất ưa nịnh. Vì vậy khi đối với cấp trên thì họ sẽ nịnh rất khéo, đối với cấp dưới thì không nịnh họ, là đòn. Và khi họ mở doanh nghiệp thì điều quan trọng nhất là nịnh. Chính vì vậy hệ thống doanh nghiệp ở dưới của họ tuân thủ sếp một cách mà chúng ta không hiểu tại sao nhân viên lại tuân thủ đến mức độ như vậy. Vì vậy là cái văn hóa này của họ. Nhưng cái này nó có điểm lợi là họ tạo ra một cái quan hệ rất là tuyệt vời. Vì vậy chúng ta hình dung ra cái văn hóa của doanh nghiệp này, đó phải dùng một cái từ văn hóa tuân thủ và nịnh. Nhưng ưu điểm của những cái ông làm sếp theo nhóm cảm xúc này thì họ tạo ra quan hệ, cái giá trị mà họ mang lại thì đó là cái giá trị họ mang lại, đó là quan hệ. Vì vậy khi ở thời điểm những năm 2012 quay trở lại thì những người thuộc nhóm CEO cảm xúc họ tạo ra mối quan hệ với hệ thống chính quyền rất tốt. Và khi ấy một cái quá trình vận hành của kinh tế đó là xin cho, thì họ đã tạo ra những cơ hội tuyệt vời và họ thành công trước năm 2016-2012. Như vậy trước năm 2012 nhóm này là một nhóm rất thành công và bây giờ vẫn còn tồn tại, một số nhóm cũng đang rất thành công bởi nhóm này. Và các anh chị hình dung đến thời điểm này ở Việt Nam thì đa phần nhóm này lại là nhóm thành công. Nhưng khi mà lịch sử nó đã thay đổi thì bắt đầu là có hiện tượng nhóm này xuống dốc, bắt đầu từ năm 2016. Các anh chị nhìn thấy ngay. Còn CEO thứ hai đó là CEO uy tín. Thì cái nhận diện của họ là các anh chị lên mạng, các anh chị search tên CEO này là biết ngay. Thì CEO này đó là cái giá trị mà nhận diện của họ là họ rất là nổi tiếng trong một cái lĩnh vực hoạt động của họ. Ví dụ trong lĩnh vực showbiz họ là người nổi tiếng, trong lĩnh vực giáo dục họ là người nổi tiếng, trong lĩnh vực kinh doanh họ là người nổi tiếng. Và khi mà họ là người nổi tiếng thì họ mở doanh nghiệp ra thì doanh nghiệp này sống bằng uy tín của họ, tức là khách hàng tìm đến họ bằng uy tín của ông CEO, nhân viên tìm đến để cống hiến cho doanh nghiệp bằng uy tín của ông CEO. Và cái văn hóa vận hành ở đây là sự ngưỡng mộ dành cho lãnh đạo, ngưỡng mộ. Tuy nhiên hệ thống quản trị ở đây mà một cách quy trình thì rất ít người mà vận hành được. Nếu như ông sếp nào mà bơm thêm hệ thống quy trình vào đây thì doanh nghiệp này phát triển rất bền vững. Còn nếu chỉ sống bằng uy tín thì đây là điểm thuận lợi ban đầu, cho nên doanh nghiệp sẽ phát triển ở một giai đoạn thịnh vượng khi mà quy mô nhỏ. Nhưng khi mà bùng phát lớn lên thì doanh nghiệp này sẽ bị phá vỡ. Và cái giá trị ông này mang lại chính là cũng là quan hệ, nhưng quan hệ dựa trên uy tín. Thì như vậy cái doanh nghiệp này cũng thành công nhưng ở mô hình nhỏ. Và các anh chị thấy là hiện nay số lượng người đang thành công bằng cái mô hình này cũng rất nhiều. Đó là việc những người nổi tiếng, thầy giáo nổi tiếng, giới showbiz nổi tiếng, họ mở ra các doanh nghiệp.
này. Và siêu mê tín thì biểu hiện cái này không cần nói thì chắc anh chị nhận diện ra ngay, là đối với siêu mê tín, họ tin vào may mắn mới là yếu tố quyết định để mang lại thành công. Vì vậy họ sẽ dành thời gian cho cái việc mà làm xem phong thủy, mà cái việc cúng ở doanh nghiệp. Và cái văn hóa lớn nhất trong doanh nghiệp này là mọi chỗ ngồi, mọi chỗ ngồi, mọi lời nói, mọi hành động đều phải hướng tới một cái sự tích cực nào đó, tránh tình trạng nói nó xui và bị đen. Và khi văn hóa của doanh nghiệp này, khi mỗi lần mà ông sếp này ông ấy xuống bợ vực thì câu đầu tiên ông ấy bảo số và đen. Như vậy chúng ta sẽ cảm thấy doanh nghiệp này sẽ mất năng lượng. Và cái giá trị này mang đến đó là họ sống bằng giá trị của niềm tin của doanh nghiệp. Đấy, chúng ta nhìn thấy văn hóa doanh nghiệp. Và cái này thì chúng ta thấy là các CEO đôn đáo từ năm 2012 cho đến năm 2014 thì một loạt những cái CEO tập trung vào học nào là phong thủy trong doanh nghiệp, nào là cách thờ cúng trong doanh nghiệp, nào là cách nhìn tướng người trong doanh nghiệp, một loạt những cái chương trình này ra đời để phục vụ. Và cuối cùng đó là CEO quản trị. Đây là những lớp CEO rất thiếu, và chỉ phần lớn ở các doanh nghiệp nước ngoài mới xuất hiện những cái CEO quản trị theo mô hình này. Đó là gì? Nhận diện những ông CEO này, câu hỏi của họ bao giờ họ cũng hỏi. Khi nhận diện, khi làm một việc, nhân viên trình bày một việc thì bao giờ họ cũng hỏi tại sao, dựa trên con số nào. Như vậy họ luôn luôn có, khi ra một quyết định thì bao giờ họ cũng tìm hiểu nguyên nhân dựa trên con số xác thực trong quá khứ, trong hiện tại và đánh giá trong tương lai, và từ đó đưa ra giải pháp. Và dưới bên họ, dưới họ thì các nhân viên là những người làm việc chuyên nghiệp và có năng lực thật sự thì mới tồn tại được trong hệ thống này. Mọi chiêu trò đều không tồn tại được trong hệ thống này, bởi vì ông CEO ông ấy biết rất rõ là doanh nghiệp của ông ấy muốn gì, tức là cái đích của doanh nghiệp là gì. Ông ấy xây dựng cái sự phát triển của doanh nghiệp dựa trên nền tảng của ý chí, đó là ông ấy tạo ra nhân sự. Hệ thống nhân sự này như thế nào? Đó là việc công cụ, dụng cụ, sự chuyên nghiệp phục vụ cho đội ngũ nhân sự ra sao. Đó là họ cần phải một nguồn vốn tài chính như thế nào để đảm bảo doanh nghiệp đi đến đích một cách khả thi nhất. Đồng thời trong quá trình vận hành thì mọi yếu tố phát triển của doanh nghiệp đều có con số. Trong đó có 3 con số mà họ quan tâm. Con số thứ nhất, sức khỏe của doanh nghiệp. Vậy bạn đã bao giờ đo sức khỏe doanh nghiệp bạn thông qua một loạt con số chưa? Giống như đo sức khỏe của con người thông qua huyết áp, thông qua nhịp tim, thông qua lượng đường trong máu, thông qua acid uric trong máu, vân vân. Đấy, thì chúng ta phải biết điều đó. Thứ hai, họ thông qua sức khỏe của nhân sự. Thông qua sức khỏe của kinh doanh. Thông qua các thông số sức khỏe của tài chính. Vân vân. Như vậy họ có một bản đồ để kiểm tra sức khỏe của doanh nghiệp, và những thông số nào thì đo tuần, thông số nào đo tháng, thông số nào đo năm. Thì đây là một cái bản đồ hết sức quan trọng của một CEO quản trị. Nhưng đây là một cách vận hành khó khăn nhất, bởi ở đó họ phải có kỹ năng điều hành một loạt các con người, có kỹ năng vận hành một cách quan học, và một CEO phải tổng hợp được các kiến thức thì mới đảm bảo được này. Bởi trong CEO hiện nay, nếu mà làm được chuẩn CEO quản trị thì họ phải biết 6 mặt: 1. Chiến lược, 2. Kinh doanh, 3. Nhân sự, 4. Vận hành, và 5. Là pháp lý. Như vậy họ phải biết 5 mặt thì mới đảm bảo được cái yếu tố vận hành một doanh nghiệp. Và như vậy sẽ xuất hiện những cái trung tâm đào tạo theo các nhóm CEO khác nhau. Các anh chị nhìn thấy trước năm 2012 thì toàn bộ những cái chương trình đào tạo doanh nhân đều hướng tới ở đó giúp cho người học có các mối quan hệ với quan chức, có các mối quan hệ với những người nổi tiếng, để mong chờ rằng tạo ra một cơ hội từ các mối quan hệ. CEO uy tín đó là gì? Những khóa học mà đào tạo ra cái cách làm thương hiệu cá nhân để trở thành một người nổi tiếng, rồi từ đó lôi kéo khách hàng. Đây cũng là một nhóm đào tạo. Cái nhóm thứ ba là nhóm tập trung vào đào tạo phong thủy, tướng số, vân vân, để gì? Tạo ra một sự may mắn
Và nhóm thứ tư đó là CEO quản trị. Tất nhiên sẽ xuất hiện một CEO toàn diện nếu họ có cả bốn yếu tố này thì được gọi là CEO toàn diện. Và các anh chị cũng thấy ở tập đoàn CEO Việt Nam chúng tôi có học viện CEO Việt Nam. Vậy thì CEO, cái khóa học CEO tại Học viện CEO Việt Nam sẽ đào tạo theo hướng nào thì chia sẻ với các anh chị. Chúng tôi tập trung vào toàn diện, toàn diện. Tuy nhiên đối với CEO quản trị thì chúng tôi cho rằng đây là yếu tố quyết định để thành bại. Cho nên 80% thời lượng là dành để học cách để xây dựng chiến lược, để xây dựng hệ thống vận hành chiến lược, để xây dựng hệ thống vận hành đo đếm quá trình thực hiện chiến lược và đảm bảo được tính pháp lý. Thì cái yếu tố này chiếm 80% và 20% còn lại chúng tôi tập trung cho những cái yếu tố, ba yếu tố còn lại. Vì vậy nếu một người mà có được cả bốn yếu tố này và lấy cái yếu tố CEO quản trị làm trọng thì doanh nghiệp đó sẽ phát triển bền vững. Và xin chúc cho các anh chị có đủ các yếu tố để trở thành một CEO toàn diện, vận hành doanh nghiệp của mình phát triển và phát triển bền vững. Xin trân trọng cảm ơn.